Thôi về trẻ con. Mạnh hay thằng hề? Sẵn sàng chị em. Chuyện gì đây? Vợ em kẹt quá. Anh cho vợ em ra ngoài kia vệ sinh một chút đi. Mày kêu con vợ mày ỉa luôn trong này cho tao. Tao đích thân bảo hốt. Đi vào. Ở đây đông người. Vợ em lại là đàn bà hàng gái nữa. Bây giờ cô ấy đang mang bầu. Không tiện gì lắm. Em ra ngay gốc bên ngoài kia kìa. Xong anh đứng anh coi nữa. Thôi về trẻ con. Mạnh hay thằng hề? Đi em. Hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi. Anh Bèo. Anh Bèo. Vợ chồng của ông Đậu trốn thoát rồi. Thằng Đậu là thằng nào? Dạ cái thằng sửa máy lạnh cho xe mình á. Má của mày. Chỉ có đánh người cũng không xong. Gom người chỉ lùng tôi lấy cho tao. Nếu như mà tìm cũng được. Mày chết ai cho nó đi. Dạ. Khi vượt biên được qua khỏi bên kia, mày giết ngay cái thằng Tài này cho tao đi. Ủa? Chứ không phải đại ca định bán cả nó luôn sao? Mày không thấy nó thông minh hơn mày hả thằng ngu? Nó mà thoát được khỏi đám bên kia thì đám mình ăn cứt. Hiểu chưa? Dạ dạ em hiểu rồi.